Hello, xin chào các fly. Hôm nay là một ngày đầy gió và bay sẽ giới thiệu các bạn hai cuốn là Thiên đường Tôn Tăng và cuốn sổ One Piece. Ở trong hai cuốn này có cái gì nào? Thiên đường Tôn Tăng thì ai cũng biết đây chính là một cuốn sổ rất kỳ cục của Kakashi. Còn trong này thì có gì? Chúng ta đến với Thiên đường Tôn Tăng trước nào. Hai anh chị đang dí nhau chạy ngoài bãi biển. Trong này đã được cách điều rồi các bạn nhé. Đằng sau là một cái bản cấm khổng lồ. Nhưng đây là một cuốn phết thôi, dùng cái bìa để cosplay Kakashi cũng được. Ở bên trong nội dung đã được thay đổi hoàn toàn. Nào đến với trang đầu, đó chính là Kakashi đang cầm Thiên đường Tôn Tăng. Wow, ý hề các bạn. Đây giống như cuốn app book vậy, có những tấm hình màu để trang trí, để sưu tập, để ngắm. Ở trong này là một mặt giấy thường có hình Hinata ở đây. Có cái tim bảy chibi, dùng để viết vẽ bất kỳ cái gì ở đây cũng được. Các bạn có thể viết để kỷ niệm hoặc là viết về thông tin của các nhân vật trong anime hoặc là bất kỳ cái gì bạn thích. Một cuốn sổ lưu niệm về Naruto, có những bức tranh rất đẹp và có những trang giấy để ghi. Wow, đẹp tuyệt vời. Thậm chí các bạn có thể bọc kiến lại từng trang nè, sau đó là đóng thành bức tranh treo lên tường cũng đẹp. Một bức tranh toàn lá bút ha, hoặc là để trong sổ này ngắm cũng đẹp. Cứ mỗi trang là một trang để viết và một trang là hình. Lâu lâu là có một trang hai hình như thế này. Đó, viết, hình. Wow, lúc nãy những cái hình này đây là giấy, còn đây là những cái hình bóng, rất bóng luôn. Đây là thầy gai nè, những bức hình tổng hợp rất là nhiều. Ở như các bạn thấy, rất nhiều hình ở đây. Các bạn có thể cắt ra làm tranh, tranh treo tường á. Hoặc không, thì để ngắm như vậy, để viết những thứ mình thích về Naruto. Thì bay ước chừng cái này khoảng là 40 tờ là 80 trang gì đó các bạn. Đâu đó vậy thôi, chứ bay chỉ là ước lượng chứ chuẩn xác lắm. Nếu các bạn sưu tập thì có thể sưu tập sớm. Không biết lúc nào không còn hàng đâu, Trung Quốc tắt biên là không thể nhập được trong mùa Tết này nữa. Thứ hai là cuốn sổ One Piece. Đây, One Piece. Đằng sau là cái bóng đen của các thành viên trong đội mũ rơm. Ở đây mới là 9 người mà thôi. Bên trong là gì nào? Cũng tương tự như cuốn sổ của Naruto. Bạn có thể viết, vẽ hoặc là đóng khung tranh những cái hình mà bạn thích. Lâu lâu có một tấm bóng dày như thế này, còn lại là những trang mỏng giấy như thế này. Đó. Tấm ở giữa này đặc biệt là có cả đội luôn nè, trong hai trang. Bay đếm thử tấm ở giữa này bao nhiêu tờ nha. 1, 2, 3, 17, tính cả bia là 18 tờ. Thật ra chỉ có 36 tờ thôi, phải 40 tờ. 36 tờ là khoảng 72 trang gì đó các bạn nha. Những tấm Luffy rất ngáo, dễ thương như nè. Wow. Bởi cuốn ebook này giá cũng vừa tối tiền. Có một cuốn bỏ vô bồi sưu tập của bạn hoặc bỏ kệ sách thì ok không nào. Bây giờ chương trình review hai cuốn sổ chúng ta kết thúc tại đây rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn trong các video sau. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store. Bye bye, chăm cam.